Xem ngày tốt, bốc bát hương tháng 11 âm lịch cho ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài, bốc bát hương nhập trạch, được lộc trời cho, suốt đời giàu có, bình yên. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, được sự tư vấn và trợ duyên của thầy Sa Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt về việc chọn ngày tốt để bốc lại bát hương. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung như sau. 1. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 11 âm lịch, cấm kỵ bốc bát hương. 2. Những ngày tốt đẹp nhất để bốc bát hương, bốc lại bát hương trong tháng 11 âm lịch. 3. Những ngày tốt này kiêng kỵ tuổi nào không dùng được những ngày tốt này. 4. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. 5. Nghi lễ, văn khấn và những thứ cần thiết để bốc lại bát hương. Đó là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, bốc bát hương được xem là biểu tượng của nền văn hóa tâm linh, là phong tục tập quán đặc sắc và lâu đời của người Việt. Phong tục này được dân tộc Việt coi trọng, gìn giữ bằng tất cả sự tin yêu và tôn kính. Trong mỗi tháng đều có những ngày tốt đẹp để bốc bát hương và thực hiện nghi lễ thờ cúng. Ngoài ra, khi gia đình chuyển sang nhà mới hay lập ban thờ mới như ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài, ban thờ Phật, ban thờ Táo cũng cần chọn ngày tốt để bốc bát hương cho được chỉn chu và trang nghiêm. Trước khi bước vào xem ngày tốt để bốc bát hương trong tháng 11 âm lịch, quý vị hãy dành ra 30 giây để tìm hiểu đúng về nghi lễ cũng như những thủ tục cần thiết khi bốc lại bát hương trên ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài, ban thờ Phật, ban thờ mẹ Quan Âm. Thưa quý vị và các bạn, bát hương là nơi để kết nối giữa con cháu trên trần thế với người cõi âm. Đây cũng là nơi để thể hiện tình cảm biết ơn, kính trọng đối với các bậc tiền nhân cũng như những vị thần linh đang cai quản, chăm sóc gia đình. Vì thế, việc bốc bát hương mới là điều tối quan trọng khi bài trí bàn thờ. Trước khi bốc bát hương, gia chủ cần phải kiểm tra kỹ xem đã đủ đồ bốc bát hương chưa. Bộ bốc bát hương, ngoài bát hương thì cần phải có 7 thứ sau. Một là thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian, tượng trưng cho linh khí của đất trời hội tụ, bao gồm có vàng, bạc, mã não, san hô đỏ, hổ phách, ngọc trai và đá mã não. Là pháp bảo cúng dường cho Phật Thích Ca khi Ngài sáng thế. Thất bảo là bảo vật lưu giữ lời nguyền cầu của gia chủ, đồng thời cũng là pháp bảo giúp bát hương có được linh khí, giúp trấn áp tà ma ngoại đạo xâm phạm vào ban thờ nhà mình. Hai là cho nếp. Cho nếp là thứ không thể thiếu được khi bốc bát hương. Ba, gạo vàng thần tài. Đây là pháp khí chiêu tài và kích hoạt vượng khí cho bát hương, giúp cho bát hương trở nên ấm cúng và linh ứng hơn. Bốn, ngũ vị hương. Giúp tẩy uế trừ tà cho bát hương và ban thờ, từ đó khiến ban thờ được thơm tho, sạch sẽ và phòng thờ ấm cúng hơn. 5. Tờ di hiệu là pháp khí, là nơi để ghi linh vị của bát hương của người cần thờ cúng. 6. Giấy trang kim sử dụng để gói thất bảo, giúp cho thất bảo tụ khí tốt hơn và đồng thời cũng để bảo vệ thất bảo không bị cháy trong trường hợp bát hương bị hóa. 7. Bộ văn khấn tôn cấp lập thờ, thủ tục bốc bát hương kèm theo những lưu ý quan trọng khác. Đó là những thứ cần thiết không thể thiếu để bốc bát hương mới hay bốc lại bát hương cũ. Các vật phẩm bốc bát hương cần được khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng trước khi sử dụng. Khi được khai quang và xem ngày sử dụng đúng theo tuổi của gia chủ thì vật phẩm mới phát huy được công năng tốt nhất. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số 0989 349 119 để được tư vấn về việc lập ban thờ, chọn ngày tốt, cũng như các thủ tục và văn khấn để lập ban thờ. Việc thờ cúng là điều hết sức quan trọng, vậy nên quý vị hãy hết sức cẩn thận và trịnh trọng, không được làm qua loa cho xong. Sau khi chuẩn bị xong những đồ vật cần thiết để bốc bát hương, chúng ta bắt đầu vào tìm ra những ngày tốt đẹp nhất trong tháng 11 âm lịch để bốc lại bát hương cho được hanh thông và may mắn. Việc chọn ngày tốt để bốc bát hương không giống như những ngày khác, vì nó thuộc phần nghi lễ, tế lễ nên nó sẽ có những quy định riêng. Để chọn ngày tốt bốc bát hương, tôn cập lập thờ, chúng ta căn cứ vào hứa chân quân ngọc hạp ký để lựa chọn ra ngày tốt đẹp nhất bốc bát hương mới cũng như bốc lại bát hương trong tháng 11 âm lịch. Cụ thể như sau. Ông hứa chân quân thấy người đời tắc phúc thi nguyện, bái biểu, thượng trương, làm chay, có người được phúc, có kẻ bị tội tai họa,
Có nhà lễ cầu, đảo lại sinh ra họa phá tận con cháu. Như vậy là tại sao? Vì thế ông Hứa Chân Quân đã sát trong bản án Thiên Tào thì thấy. Chỉ vì những kẻ tầm thường không biết chọn ngày mà trung tiến tổ tiên, không biết như ngày nào trong vòng 60 của lục giáp, tuần trong các vì sao, hoặc ở đại phủ, hoặc ở nhân gian. Dĩ chí phạm phải mà con cháu phải chịu tai họa. Vì thế ngày Chân Quân mới chép rành rẽ làm quyển ngọc hạc để cho những pháp sư, đạo sĩ, nhân dân mỗi khi có việc tế tư, cầu thần, lễ Phật, bốc bát hương, tránh được những ngày thiên cách, thần cách, quỷ cách trong vòng 60 lục giáp tuần trung ấy, thì tự nhiên biết được những điều cát hung. Thưa quý vị, tháng 11 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 dương lịch đến 22 tháng 12 dương lịch. Tháng 11 là tháng Nhâm Tý, là tháng thiếu chỉ có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Tân Tỵ, ngày 29 là ngày Kỷ Dậu. Trong tháng 11 âm lịch có hai tiết khí là Đại Tuyết và Đông Chí. Bước vào nội dung đầu tiên, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 11 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, chúng ta cần loại bỏ hết những hung tinh, loại bỏ những xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 11 âm lịch bao gồm những ngày sau. Ngày xấu đầu tiên chúng ta cần loại bỏ là ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong tháng 11 là những ngày dần, bao gồm các ngày mùng 10 canh dần, 22 nhâm dần. Những ngày này ta kiêng kỵ tuyệt đối không làm việc gì. Ngày xấu thứ hai cần tránh là ngày thọ tử. Trong tháng 11 âm lịch, ngày thọ tử là những ngày mão, bao gồm có 2 ngày là 11 tân mão và 23 quý mão. Hai ngày này cũng kiêng kỵ không làm việc gì. Ngày xấu thứ ba chúng ta cần loại bỏ đó là ngày nguyệt phá. Trong tháng 11, ngày nguyệt phá là những ngày ngọ, bao gồm ngày mùng 2 nhâm ngọ, 14 giáp ngọ và 26 bính ngọ. Ngày này chỉ dùng cho việc chặt cây, phá dỡ nhà cửa và không nên dùng cho việc gì khác. Ngày xấu thứ tư cần loại bỏ là thiên địa chuyển sát. Trong tháng 11, ngày thiên địa chuyển sát là ngày nhâm tý và bính tý, nhưng tháng 11 không có hai ngày này. Ngày xấu thứ năm cần tránh là ngày tam nương. Ngày này chủ về sự đổ vỡ, phá bại nên cần phải tránh, kiêng kỵ mọi việc không làm. Trong tháng 11, ngày tam nương bao gồm những ngày mùng 3 quý mùi, mùng 7 đinh hợi, 13 quý tỵ, ngày 18 mậu tuất, ngày 22 nhâm dần trùng với ngày sát chủ và cuối cùng là ngày 27 đinh mùi. Đó là 6 ngày tam nương cần tránh, kiêng kỵ mọi việc. Ngày sau thứ 6 cần kiêng kỵ là ngày nguyệt kỵ. Ngày này cũng kỵ mọi việc. Trong tháng 11, ngày nguyệt kỵ bao gồm những ngày mùng 5 ất dậu, 14 giáp ngọ và cuối cùng là 23 quý mão. Ngày sau thứ 7 cần kiêng kỵ là ngày con nước. Trong tháng 11 âm lịch, ngày con nước là ngày mùng 9 kỷ sửu và 23 quý mão. Ngày sau thứ 8 cần kiêng kỵ là ngày dương công kỵ. Trong tháng 11, ngày dương công kỵ là ngày 21 tân sửu. Đó là 8 ngày xấu mà chúng ta cần loại bỏ vì những ngày này chủ về phá bại và tan vỡ, ảnh hưởng trực tiếp đến sự việc và gây tổn hại về tài sản cũng như tính mạng của gia chủ. Vậy nên để việc bốc lại bát hương, tôn cấp, lập thờ được chuẩn chỉ và hanh thông, chúng ta cần phải loại bỏ những ngày này. Bước sang nội dung thứ hai, tìm ngày tốt nhất trong tháng 11 âm lịch. Sau khi loại bỏ những ngày xấu, chúng ta sử dụng Hứa Chân Quân Ngọc Hạc Ký để tìm ra những ngày tốt nhất trong tháng 11 âm lịch cho việc bốc bát hương. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để lựa chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất cứ thầy nào. Trong cuốn sách này đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lục mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Theo Hứa Chân Quân Ngọc Hạc Ký, cát hung từng ngày trong việc bốc bát hương trong tháng 11 âm lịch như sau. Ngày 24 tháng 11 dương lịch, tức ngày 1 tháng 11 âm lịch là ngày Tân Tỵ, có sao Đẩu và trực chấp. Trong ngày này, các thần ở cửa nhà, trời chuyển đất, đá xuất khổ. Nếu ai tế lễ cầu bái, con cái ba đời nghèo khổ, gặp tai bay vạ gió là ngày xấu, không dùng được. Ngày 25 tháng 11 dương lịch là ngày 2 tháng 11, ngày nhâm ngọ, có sao Nghiêu trong nhị thập bát tú. Có trực là trực phá, là ngày nguyệt phá. Hơn nữa trong ngày này, chư thần tại thiên. Nếu bái lễ cầu phúc thì được lộc 3 năm trước tốt, nhưng 3 năm sau lại chiêu họa rất xấu, vậy nên không dùng được ngày này.
Ngày 26 tháng 11, tức ngày 3 tháng 11 âm lịch là ngày Quý Mùi, có sao nữ trong bộ nhị thập bát tú và trực nguy. Đây là ngày tam nương không dùng được cho việc bốc bát hương. Ngày 4 tháng 11 âm lịch là ngày Giáp Thân, có sao hư trong bộ nhị thập bát tú, trực thành. Ngày này chư thần tại thiên rồi lại xuống địa phủ, ngày này làm lễ rất tốt. Ngày 5 Ất Dậu bị phạm ngày Nguyệt Kỵ, mặc dù là ngày tốt nhưng kiêng kỵ là hơn. Ngày 6 Bính Tuất, chư thần tại thiên rồi lại xuống nhân gian địa phủ. Nếu người nào cầu phúc, tế tự hoàn nguyên thượng biểu, chiêu tài được công đức vô lượng tốt. Ngày 7 Đinh Hợi, chư thần tại thiên rồi lại xuống nhân gian địa phủ. Nếu người nào cầu phúc, tế tự, hoàn nguyên thượng biểu, chiêu tài được công đức vô lượng tốt. Nhưng ngày 7 là ngày tam nương nên không dùng được. Ngày 8 Mậu Tý và ngày 9 Kỷ Sửu, chư thần tại nhân gian địa phủ, nếu ai cầu phúc tế lễ, ân liễu nguyện, bốc bát hương là ngày rất tốt. Ngày 10 Canh Dần là ngày sát chủ, ngày này chư thần tại trời để lên hợp tính xem các bản án, nếu tế tự, cầu phúc, trần tấu, lễ nguyện thì hại thân, hại chủ, rất xấu. Ngày 11 Tân Mão là ngày thụ tử, ngày này chư thần tại địa phủ, nếu cầu xin việc gì, hoặc là chiêu hồn, đại mệnh, hoặc là thiết lập ban thờ, hoặc là lập bài vị gia tiên thì cũng bình tạm được, bình thường, nhưng do phạm ngày thụ tử nên chúng ta không dùng. Ngày 12 Nhâm Thìn và ngày 13 Quý Tỵ, chư thần tại thiên là ngày khám hỏi sổ sách sinh tử, nếu tế tự thì sinh đau ốm, bệnh tật, hại thầy, hại chủ, rất xấu. Ngày 14 Giáp Ngọ là ngày Nguyệt Phá, Nguyệt Kỵ, chư thần xuống khắp cõi nhân gian. Nếu có người thượng trương, tiến biểu, lễ tạ thổ công, thổ địa thì được phúc gấp 10, rất tốt. Nhưng phạm vào Nguyệt Phá, Nguyệt Kỵ nên chúng ta bỏ qua không dùng. Ngày 15 Ất Mùi, chư thần tại thiên nếu bốc bát hương, tế lễ tạ được. Ngày 16 Bính Thân và ngày 17 Đinh Dậu và ngày 18 Mậu Tuất, trong 3 ngày này chư thần tại thiên hầu ngọc hoàng thượng đế làm sổ sách sinh tử, ghi thiện ác của nhân gian địa phủ, nếu ai làm lễ cầu thọ, tế tạ, thượng biểu trương, lập ban thờ, bốc bát hương, chiêu hồn thì rất tốt. Nhưng do ngày 18 phạm ngày tam nương nên chúng ta không dùng được, chỉ có thể dùng ngày 16 Bính Thân và 17 Đinh Dậu. Ngày 19 Kỷ Hợi không dùng cho việc bốc bát hương. Ngày 20 Canh Tý và 21 Tân Sửu, chư thần tại thiên, nếu bốc bát hương, lập ban thờ, cầu phúc tế tự, bị bệnh tật và tai vạ xấu. Ngày 22 Nhâm Dần và 23 Quý Mão phạm tam nương, sát chủ, thụ tử, nguyệt kỵ. Mặc dù là ngày chư thần hội họp để ký sớ, ai làm lễ cầu phúc rất tốt, nhưng chúng ta cũng không dùng. Ngày 24 Giáp Thìn, chư thần tài cung trời, lễ bái cầu phúc rất tốt. Ngày 25 Ất Tỵ, chư thần tại nhân gian địa phủ, cầu phúc, tế tự, lễ bái rất tốt. Ngày 26 Bính Ngọ là ngày Nguyệt Phá, là ngày này chư thần ở trên trời không có ở nhân gian nên lễ bái cầu phúc rất xấu. Ngày 27 Đinh Mùi là ngày tam nương, chư thần tại địa phủ nếu cầu phúc lễ bái biểu trương, biểu nguyệt rất tốt, nhưng phạm ngày tam nương nên ngày này bỏ qua không dùng. Các cụ vẫn nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành, gặp những ngày xấu nên tránh đi thì tốt hơn. Ngày 28 Mậu Thân, chư thần ở trên trời không ở nhân gian địa phủ, nếu tế lễ bị sát sư, tổn gia trưởng xấu. Ngày 29 Kỷ Dậu, trên thượng giới có lệnh đại ân xá, nếu lập ban thờ, bốc bát hương, lễ bái tế tự, tiến điền là rất tốt. Như vậy là chúng ta vừa xét xong những ngày trong tháng 11 âm lịch và tìm ra được 10 ngày tốt lành nhất để bốc lại bát hương, tôn cấp lập thờ. Nội dung tiếp theo chúng ta cùng xem xét những ngày tốt này kiêng kỵ tuổi nào và tuổi nào dùng thì sẽ được lộc trời cho, giàu sang phú quý. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. 1. Ngày 4 Giáp Thân kỵ tuổi Dần, hợp tuổi Tỵ, Dậu Sửu và những người có thiên can là Kỷ. 2. Ngày 6 Bính Tuất kỵ những người tuổi Thìn, hợp người tuổi Mão, Dần, Ngọ và những người có thiên can là Tân. 3. Ngày 8 Mậu Tý kỵ người tuổi Ngọ, hợp người tuổi Sửu, Thân, Thìn và những người có thiên can Quý. 4. Ngày 9 Kỷ Sửu kỵ những người tuổi Mùi, hợp những người tuổi Tý, Dậu, Tỵ và những người có thiên can Giáp. 5. Ngày 15 Ất Mùi kỵ người tuổi Sửu, hợp người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can là Canh. 6. Ngày 16 Bính Thân kỵ tuổi Dần, hợp người tuổi Tỵ, Dậu, Sửu và những người có thiên can là Kỷ. 7. Ngày 17 Đinh Dậu kỵ người tuổi Mão, hợp người tuổi Thìn, tuổi Tỵ, tuổi Sửu và những người có thiên can là Nhâm. 8. Ngày 24 Giáp Thìn kỵ người tuổi Tuất, hợp người tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tý và những người có thiên can Kỷ. 9. Ngày 25 Ất Tỵ kỵ những người tuổi Hợi, hợp những người tuổi Thân, Sửu, Dậu và những người có thiên can là Canh. 10. Ngày 29 Kỷ Dậu kỵ người tuổi Mão, hợp người tuổi Thìn, Tỵ, Dậu và những người có thiên can là Giáp.
Như vậy chúng ta đã xét xong những ngày tốt bốc bát hương trong tháng 11 âm lịch. Trong tháng 11 có rất nhiều ngày tốt cho quý vị lựa chọn. Hy vọng qua video này sẽ giúp cho quý vị và các bạn tìm được cho mình những ngày tốt đẹp như ý, giúp quý vị chủ động tiến hành mọi việc được hanh thông, thuận lợi. Quý vị cần tư vấn thêm về những ngày tốt thì hãy comment ở ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn chi tiết, cụ thể hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.